chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nhân dân thắng Tuyên giáo, VTV xin lỗi vụ ký sinh trùng. VTV vào hôm 19 tháng 8 năm 2020 đã lên tiếng chính thức xin lỗi về vụ một biên tập viên của đài nói những người bán hàng rong sống ký sinh trùng trong một bài phóng sự gây bão mạng trong 2 ngày qua. Cụ thể, nguyên văn câu xin lỗi của biên tập viên Thu Hương được phát sóng như sau. Trong bản tin tài chính kinh doanh vào sáng ngày 17 tháng 8 trên VTV1, chúng tôi đã phát sóng phóng sự chia sẻ những khó khăn của người bán hàng rong tại thành phố Hồ Chí Minh trong dịch viêm phổi Vũ Hán. Do sơ suất trong quá trình biên tập và lên sóng trực tiếp, biên tập viên dẫn chương trình của chúng tôi đã sử dụng từ ngữ không phù hợp và ngoài ý muốn đã khiến khán giả hiểu sai nội dung muốn truyền tải. Trong khi toàn bộ phóng sự là góc nhìn chia sẻ và thông cảm với những gánh hàng rong đang phải vật lộn mưu sinh thời Covid-19. Đây là hình ảnh biên tập viên Thu Hương nói lời xin lỗi trên VTV vào ngày 19 tháng 8. Đồng thời, biên tập viên Thu Hương thay mặt ban biên tập chương trình gửi lời xin lỗi chân thành đến những người bán hàng rong và quý vị khán giả về lỗi tác nghiệp nghiêm trọng này. Trước đó, trong bản tin tài chính phát sóng vào ngày 17 tháng 8 năm 2020, biên tập viên Anh Quang của VTV1 đã dùng từ sống ký sinh trùng để nói về những gánh hàng rong. Biên tập viên Anh Quang đã nói như sau. Dịch Covid-19 đã khiến cho những con phố du lịch hay chủ yếu phục vụ khách nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên tiêu điều. Khi những con phố không còn sức sống, thì những gánh hàng rong vốn được xem là sống ký sinh trùng lên những con phố này sẽ tồn tại ra sao? Gần như ngay sau đó, dân mạng đã lên án cách dùng từ ký sinh trùng, cho đây là đối nói xúc phạm, xem thường người bán hàng rong, một thành phần kinh tế của đất nước. Biên tập viên Anh Quang đã giải thích trên trang Facebook cá nhân rằng mình nói nhịu từ ký sinh thành ký sinh trùng trên sóng VTV1. Trước đó, trong tạp chí Kinh tế cuối tuần của VTV, phóng sự này đã lên sóng một lần. Biên tập viên Huy Hoàng cũng đọc bản gốc là sống ký sinh. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng biên tập viên Anh Quang đã nói nhịu nhưng cách dùng từ ký sinh trùng hay ký sinh đều không phù hợp. Bản tin này đã gây bão mạng. Nhiều người nói những người buôn bán trên các vỉa hè không ăn bám, ăn hại ai mà bươn chải để tự mưu sinh. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng, Viện Ngôn ngữ học cho rằng việc sử dụng từ ký sinh trùng hay ký sinh đều không đúng và khó có thể chấp nhận trong văn cảnh này. Dùng những từ này về mặt nghĩa đen hay nghĩa bóng đều không được. Và việc này giống như bị xúc phạm đến những người bán hàng rong. Họ cũng là những người bỏ sức lao động ra, chứ không sống dựa vào mồ hôi nước mắt của người khác. Ông Thắng đã nhấn mạnh. Đây là hình ảnh gánh hàng rong trên phố Hà Nội. Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên cũng cho rằng việc nói những gánh hàng rong như những ký sinh trùng cho thấy sắc thái khinh miệt. Đối tượng được nói đến không chỉ là một sự vật trừu tượng mà là thân phận những con người. Bởi vậy khi dùng câu chữ nào đều phải rất cân nhắc, ông Phạm Xuân Nguyên đã nói. Còn phản ứng của dư luận thì ra sao? Rất nhiều chiều. Mặc dù vậy, có những ý kiến của giới trong nghề truyền thông tại Việt Nam cho rằng lời xin lỗi này của VTV không được chấp nhận. Blogger Đỗ Ngà, một người chuyên bình luận chính trị, có một bài viết cho rằng vụ việc này của VTV không phải là một tai nạn theo như lời xin lỗi, mà là một tư tưởng mang tính hệ thống, vốn của những người cộng sản. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già từ Sài Gòn vào tối ngày 19 tháng 8 năm 2020 cũng đã giải thích với đài tiếng nói RFA tại Mỹ vì sao ông cho rằng VTV đã ngụy biện. Ông nói, với tư cách tôi cũng làm ở đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, tức là một đồng nghiệp của họ, thì tôi cam đoan 100% tất cả những gì đã được đọc lên như vậy đều đã qua kiểm duyệt hết. Tôi khẳng định rằng không bao giờ có chuyện nói lầm, nói lẫn gì ở đây cả. Bởi vì đây không phải là một cuộc tọa đàm, không phải là một cuộc phỏng vấn, mà đây là một bản tin, nên không thể nào có sự nhầm lẫn xảy ra như vậy được. Nội dung được duyệt hết và duyệt kỹ từng con chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy. Tôi có thể khẳng định điều đó với tư cách tôi làm việc ở đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh trên 20 năm. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già đã khẳng định. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cũng cho biết quy trình chịu trách nhiệm về một bản tin trong đài truyền hình là một tập thể bao gồm cả ban biên tập và phó giám đốc phụ trách về nội dung. Đây là hình ảnh Tổng giám đốc đài truyền hình VTV của Việt Nam, ông Trần Bình Minh, người đứng bên trái trong một cuộc họp với trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Do đó, nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng với nội dung bản tin gọi những người bán hàng rong là sống ký sinh hay sống ký sinh trùng đều phải do ban biên tập, phó giám đốc phụ trách về nội dung
và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, ông Trần Bình Minh phải chịu trách nhiệm. Theo số liệu của Chính phủ Việt Nam, ngân sách nhà nước cấp riêng cho Đài Truyền hình VTV vào năm 2019 là hơn 248 tỷ đồng. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già nêu lên những trách nhiệm mà tập thể Đài VTV phải đối diện như sau. Việc phát ngôn của VTV đối với những người bán hàng rong, gọi họ là ký sinh trùng bám sống vào vỉa hè, thì về mặt đạo lý làm người, tôi cho là hạ nhục đồng bào, mà đặc biệt đây là những người đồng bào rất nghèo khổ. Thứ hai, về đạo đức nghề nghiệp thì họ đã phản bội lại độc giả, khán giả. Về mặt đảng viên thì họ vi phạm đạo đức đảng viên và họ vi phạm cả về nghị quyết trung ương của đảng và nói và làm trái với đường lối cương lĩnh của đảng. Về mặt pháp luật, họ đã phạm vào khoản B mục 1 điều 116 tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc và họ vi phạm vào khoản B mục 1 điều 117 là tội làm, tàng trữ và phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm chống nhà nước chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Và đài FA tại Mỹ vào ngày 19 tháng 8 năm 2020 đã tiếp xúc với một số người bán hàng rong ở Sài Gòn và được nghe họ chia sẻ rằng do phải vất vả mưu sinh nên không đọc báo hay xem đài. Một vài người trong số này nói rằng họ được nghe khách mua hàng nói lại thông tin của VTV gọi họ là sống ký sinh trùng trên đường phố. Một người đàn ông đẩy xe bán bánh bò dạo bộc bạch rằng không bán thì lấy gì mà ăn, ở nhà thuê, nhà mướn mà không đi bán dạo thì lấy gì để sống đây. Mùa Covid rồi nói rằng những người bán hàng rong được hỗ trợ mà lại địa phương nơi cư trú thì kêu về quê làm đơn. Đi về quê mang đơn đến cơ quan của xã nộp nhưng tới hôm nay có nhận được hỗ trợ nào đâu. Đây là hình ảnh một gánh hàng rong của bà cụ bán rau ven đường tự mưu sinh trong cơn đại dịch. Ông bán bánh bò ở Sài Gòn trò chuyện với đài tiếng nói EFA thuộc trong nhóm hàng triệu người làm việc ở khu vực phi chính thức, theo định nghĩa kinh tế học. Những thân phận góp phần vào thơ ca, nhạc họa, di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam bằng tiếng giao, tâm, tình, ngày hàng đêm của những người bán rong này. Và rằng những ngôn từ đẹp đẽ hay miệt thị dành cho họ không ảnh hưởng gì đến từng đồng bạc lẻ mà họ dãi nắng dầm mưa mới chắc chiu có được. Song song đó, họ luôn trong tâm trạng lo lắng, nếu gặp phải dân phòng hay công an thì mất hết tài sản lẫn miếng ăn của cả gia đình. Nói chung là kinh tế quá khổ, cho nên mẹ con tôi tính vay mượn một ít tiền để đóng một chiếc xe bán thức ăn nhanh đường phố ở các công viên công cộng để sống qua ngày trong mùa dịch bệnh này. Trên đây là nỗi lòng của bà Nguyễn Thị Út, một phụ nữ trôi dạt từ đồng bằng sông Cửu Long lên Sài Gòn kiếm sống cách đây 2 thập niên. Bà đã tần tảo đủ mọi cách để nuôi đứa con gái duy nhất đến ngày tốt nghiệp đại học ngành thiết kế đồ họa. Thế nhưng bà Út nói rằng tạo hóa thật trớ trêu khi con gái của bà chưa kịp tìm được việc làm và bà, một công nhân bị công ty sa thải do đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Bạn trẻ Đăng Quang, một trong số hàng trăm ngàn thanh niên Việt Nam bị mất việc làm bởi đại dịch viêm phổi Vũ Hán, trong một lần trao đổi với đài FA tại Mỹ cũng cho biết đã nghĩ đến bán nước giải khát trên vỉa hè trong thời buổi khó khăn chung của toàn xã hội, chứ không thể ngồi chờ sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Những người như anh Đăng Quang, bà Út, ông bán bánh bò dạo, dù hoàn cảnh khác nhau nhưng đồng quan điểm rằng bán hàng rong là để mưu sinh duy nhất khi không còn phương cách nào khác để lựa chọn. Cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ thì bình luận thêm rằng, cũng là bài viết của VTV viết về gánh hàng rong ở Trung Quốc, thì VTV cho đó là huyết mạch kinh tế của Trung Quốc trong mùa dịch. Còn phát ngôn viên của VTV không phải là biên tập viên hay lãnh đạo nhà đài, mà nó là thái độ của nhà cầm quyền khi họ lâu nay khinh miệt, miệt thị người nghèo ở Việt Nam. Gánh hàng rong trong tư duy người cộng sản của họ là ăn bám vào các con phố, sống được là nhờ ơn đảng, ơn nhà nước. Đây là hình ảnh thường thấy trong xã hội Việt Nam, những gánh hàng rong trong cơn mưa bão hay dịch cúm COVID-19 cũng không thể ngừng công việc mưu sinh. Nhưng cũng là gánh hàng rong ở tận Trung Quốc, VTV nói và vẽ lên, tô lên những ngôn từ đầy màu sắc lung linh. Lãnh đạo đất nước thì xem nhân dân như thế lực thù địch, xem gánh hàng rong như là ký sinh trùng, xem Trung Hoa kẻ thù của nhân dân Việt Nam là bạn vàng, đồng chí tốt, và xem gánh hàng rong ở Trung Quốc là huyết mạch kinh tế. Cái trọng, cái khinh này ngẫm sao mà cay đắng, xót xa quá. Và một báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO vào hồi năm 2016 cho hay số người lao động phi chính thức, trong đó có một tỷ lệ lớn là người bán rong, lên đến trên 18 triệu người trong tổng dân số 90 triệu người dân Việt Nam khi đó. Và trở lại vụ việc, bản tin của VTV gọi những người bán hàng rong là sống ký sinh trùng. Một số ý kiến trong giới nhà báo tại Việt Nam yêu cầu Đảng Cộng sản, lãnh đạo và Bộ Chính trị phải xử lý nghiêm minh đài VTV ở góc độ đảng viên và góc độ pháp luật. Còn nếu như cho rằng chỉ là lỗi tác nghiệp do nhầm lẫn hay nói nhịu và không xử lý,
thì sẽ tạo ra một tiền lệ rất xấu cho người dân đối với báo chí, và đó là một vết nhơ của Đảng Cộng sản đối với những người dân nghèo hành nghề mưu sinh một cách chân chính. Ông André, một công dân Pháp cũng có quốc tịch Việt Nam với cái tên Việt Nam là Hồ Cương Quyết, đã bình luận rằng đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, nhưng có nhiều Việt Nam khác nhau, trong đó có một Việt Nam tôi yêu và rất tôn trọng. Họ biết đói cho sạch, rách cho thơm, và cũng là một Việt Nam chỉ biết giàu cho béo, và họ sống trên đàn ma mút hút máu người, đó là cái Việt Nam tôi vô cùng khinh bỉ, ông nói. Nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, còn có biệt danh là Lê Dũng Vô Va, khẳng định rằng VTV mắc phải một sai lầm thuộc loại khó chấp nhận. Đây là hình ảnh biếm họa xuất hiện trên mạng xã hội sau sự kiện VTV miệt thị gánh hàng rong là ký sinh trùng. Dưới góc nhìn của ông, người bán hàng rong là những người tử tế khi lao động kinh doanh hợp pháp. Trong khi đó, ông Dũng bình luận rằng những công chức, viên chức được nuôi từ tiền thuế của dân, mà nếu không làm việc đúng trách nhiệm và bổn phận hoặc ăn cắp, tham nhũng, chính là ký sinh trùng. Những người bán hàng rong là những người tử tế khi lao động kinh doanh hợp pháp. Ký sinh trùng thực tế là những công chức, viên chức được nuôi từ 10% thuế VAT của dân, nếu không làm việc đúng trách nhiệm và bổn phận, nếu công chức ăn cắp, tham nhũng thì còn đê tiện hơn ký sinh trùng. Ông Lê Văn Dũng đã nêu quan điểm như vậy. Và ông Phạm Minh Vũ viết rằng những người bán hàng rong làm bằng công sức của chính họ và so sánh rằng họ không ăn hại ngân sách một năm hàng chục ngàn tỷ đồng như Đảng Cộng sản và các tổ chức của Đảng. Họ cũng không tham ô, không cướp đất như đảng viên của Đảng Cộng sản. Người bán hàng rong không xin ngân sách một năm hàng chục ngàn tỷ như các tổ chức ăn hại của Đảng, như tổ chức của Đảng Cộng sản ăn bám của dân. Họ không tham ô như đảng viên Đảng Cộng sản. Họ cũng không bòn rút đục khoét ngân sách, và họ không cướp đất, cướp nhà. Họ làm bằng công sức của chính họ. Và ngay cả trong khi khó khăn mùa dịch mà nhà nước và chính phủ hầu như chẳng giúp gì được cho họ, sao mắng người ta là ký sinh trùng? Ký sinh trùng là đám đảng viên Cộng sản, quan chức nó ăn bám của dân mãi, không chịu buông mới đúng. Ông Phạm Minh Vũ đã đưa ra nhận định như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 8 năm 2020 với bản tin Nhân dân thắng tuyên giáo, VTV xin lỗi vụ ký sinh trùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de cho nhiều người biết. Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Trung Khoa, Thời báo .de.